cùng với công nghệ RFID hàng hot. Xin được giới thiệu sản phẩm dơ le chống trộm. Với chiếc dơ le này trên tay, chức năng chính của nó đó là kèm theo một bộ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển này bạn không cần bấm bất kỳ một nút nào. Khi hai thiết bị này gần lại với nhau trong tầm khoảng 5 đến 8 mét, tự động chúng sẽ nhận ra nhau và khi đó dơ le sẽ tự động đóng nguồn. Công nghệ RFID có thể sản sinh ra hàng tỷ mã khác nhau, vì vậy không thể sao chép để phòng trường hợp sao chép chống trộm. Kèm theo nó là một bộ adapter. Với bộ adapter này thì bạn có thể lắp được cho bất kỳ loại xe ô tô nào hoặc bất kỳ loại xe máy nào. Bạn chỉ cần cấp nguồn vào hai đầu dây xanh qua bộ adapter này đến dơ le, và như vậy bạn đã có một thiết bị chống trộm hoàn toàn chuyên nghiệp. Và đây chính là chiếc còi báo động không dây. Nó có khả năng học lệnh điều khiển từ chính remote xe của bạn. Bạn chỉ cần kết nối nguồn và acquy, và sau đó nó sẽ tự động học lệnh điều khiển xe của bạn. Bất kỳ một chuyển động nhỏ nào vượt quá giới hạn thì còi sẽ tự động báo động. Quay lại với chiếc dơ le này, để biết được chiếc dơ le nào phù hợp với xe bạn, ngoài bộ adapter thì chiếc dơ le này hoàn toàn có thể lắp trực tiếp vào bộ bộ cầu chì của xe. Ví dụ đối với chiếc xe này thì cầu chì của xe chính là nằm ở vị trí này. Để biết cầu chì của xe của bạn nằm ở vị trí đâu, cầu chì này là sử dụng để ngắt bơm nhiên liệu, đóng ngắt bơm nhiên liệu. Để bạn muốn biết được chiếc cầu chì nào phù hợp với bạn, thì bạn chỉ cần tìm chiếc cầu chì có trên đó có gạch số 8687, 85, 86, 87 và 30. Là bạn biết là chiếc cầu chì nào phù hợp với xe của bạn. Chỉ việc thay thế các chiếc cầu chì này bằng chiếc cầu chì phù hợp với loại xe của bạn như này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng như một thiết bị chống trộm tự động. Kèm theo bộ dơ le này là hai bộ điều khiển. Nếu bạn đi mang bên mình, nếu bạn đi dài xa tầm 5 đến 8 mét thì dơ le cấp nguồn cho bơm nhiên liệu sẽ tự động ngắt. Và như vậy cho dù trong trường hợp mà xe của bạn có bị phá khóa thì kẻ trộm cũng không thể nổ máy được chiếc xe, bởi vì dơ le đã hoàn toàn ngắt. Đây chính là công nghệ sử dụng RFID.